từng sử dụng là thứ nhất là phụ nữ muốn duy trì một cái làn da khỏe đẹp và chống lão hóa. Đây là một cái đối tượng cũng khá là nhiều yêu quý anh chị. Và thứ hai là những cái bệnh nhân mà bị buồng trứng cá và viêm da, nhất là chị em trong độ tuổi dậy thì và các triệu chứng đau bụng kinh này. Thì cái đối tượng này là một cái thị trường khá là lớn của anh chị. Khi mà em kinh doanh này thì cái kênh bệnh viện thì mình có những cái survey ấy, gọi là những cái khảo sát với anh chị. Kênh bệnh viện, kênh spa, kênh phòng khám và đặc biệt là có một kênh nữa đó là kênh trường học. Thì chúng ta định vị đơn giản lắm luôn đó quý anh chị. À, đối với những đối tượng này thì khách hàng của chúng ta là ai? Thì thứ nhất là những cái em học sinh cấp 2, cấp 3 và năm nhất năm 2 đại học, một thị trường rất là nhiều. Theo cái khảo sát thì cứ 10 em quý anh chị, cứ 10 em thì trong đó có 4 đến 5 em là tình trạng bị mụn nhiều và trong đó là có khoảng 2 đến 3 em là bị tình trạng mụn rất là nặng. Và đây là một cái thực trạng khá là lớn và là cái nỗi đau không chỉ của các em quý anh chị mà là nỗi đau của quý phụ huynh, giống như là chị Ngọc Diệp thấy con bị mụn rất là xót thì không biết tìm một cái sản phẩm nào phù hợp, một cái sản phẩm nào mà có thể là an toàn cho các con mà điều trị cho các con, ngoài ra là còn giúp cho các con khử được những cái mùi hôi mà khiến các con tự ti nữa. Thì đây là một cái điều tuyệt vời, một cái sản phẩm phù hợp cho những cái đối tượng này quý anh chị, những cái đối tượng này. Và thứ ba là những cái phụ nữ tiền mãn kinh bốc hỏa bạc cô hạt thì việc sử dụng phytoestrogen như Venus Row là cực kỳ tốt quý anh chị, nó giúp điều hòa kinh nguyệt. Thì ở đây những cái đối tượng mà có rất là nhiều anh chị khách hàng là bị u nang u xơ quý anh chị, thì cái việc sử dụng Venus Row thì cực kỳ an toàn, bởi vì Venus Row được chiết xuất từ dầu đậu nành, không phải chiết xuất từ mầm đậu nành quý anh chị, không chứa isoflavones, tức là không chứa isoflavonoids, thì thành thực ra là không có gây tăng kích thước u nang u xơ, thì dùng rất là tốt và sản phẩm này dùng được cho những bệnh nhân u nang u xơ, những bệnh nhân bị cao tuyến giáp. Và thứ tư là bệnh nhân sau điều trị thủ thuật trượt tuyến mồ hôi quý anh chị. Và thứ năm là những cái người mà cải thiện cái mùi thơm của hơi thở và cơ thể, những cái phụ nữ mà sau sanh đẻ quý anh chị bị các vấn đề về âm đạo này, bị các vấn đề về viêm nhiễm phụ khoa, đây là cũng là một cái nỗi đau khá là lớn của nhiều quý anh chị. Thì việc Venus Row theo nhiều cái feedback của khách hàng quý anh chị, Venus Row giúp khử cái mùi hôi của âm đạo cực kỳ hay. Đây là một cái nỗi đau rất là lớn của quý chị em phụ nữ đúng không ạ? Có rất là nhiều người sử dụng những cái dung dịch vệ sinh hay là gì đó, thì tuy nhiên là nó sẽ rất là nhanh để có thể là nó cái mùi hôi nó quay trở lại. Thì việc chúng ta khử mùi hôi từ tận tế bào từ bên trong ra và điều hòa kinh nguyệt và đẩy những cái chất dơ trong trong âm đạo của chúng ta ra thì cực kỳ tốt. Thì Venus Row làm cái điều đó rất là tuyệt vời và đã có nhiều feedback của nhiều quý chị về cái vấn đề này, cho nên là chúng ta có thể tự tin để mà chúng ta có thể tư vấn cho khách hàng về những điều này nha quý chị ha. Và thứ sáu là những người bị stress và căng thẳng kéo dài thì cách dùng Venus Row như thế nào? Thì uống 1 đến 2 viên mỗi ngày vào buổi sáng, và đặc biệt cái viên Venus Row được làm từ gelatin da cá quý anh chị, làm từ gelatin da cá và nó tan nó nhanh trong dầu, thì chúng ta uống sau bữa ăn 30 phút là tốt nhất, hoặc là chúng ta uống trước 30 phút ở những cái thời điểm quan trọng như là hẹn hò, gặp gỡ người đặc biệt, giống như anh Tuấn đó đúng không ạ? Anh Tuấn đi nhậu. À, hoặc là đi tiếp khách đi sinh nhật 20 tháng 10, thì việc sử dụng Venus Row giúp khử cái mùi hôi rượu bia cực kỳ nhanh, bởi vì Venus Row hấp thu rất nhanh quý anh chị, nhờ cái công nghệ Licas đặc biệt thì Venus Row hấp thu rất nhanh. Khi mà chúng ta uống thì Venus Row đạt cái nồng độ đỉnh là sau 2 tiếng và duy trì trong vòng 6 tiếng, thì trong cái khoảng thời gian đó nó khử mùi hôi của cơ thể quý anh chị, khử mùi hôi của hơi thở, khử mùi hôi rượu bia cực kỳ hay.